tôi chọn chữ là lựa chọn đầu năm, bởi vì chúng ta được sự nhắc nhở có cái chữ là hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. The reason I picked this topic is because there's the verse in this verse is saying you have to love with all your heart, all your soul, and all your mind. Có thể trong tháng qua, năm qua chúng ta cũng thờ phượng Chúa, cũng cầu nguyện Chúa, cũng yêu Chúa, nhưng mà chỉ mới nửa tấm lòng thôi. Perhaps in the past month or year we served the Lord, but it is not wholeheartedly, it just halfway. Và có thể chúng ta nhận công việc gì đó chúng ta làm cũng chỉ nửa vời chứ làm chưa hết lòng. Perhaps we will receive an assignment or do something, we need to do it with all our heart. Vì thế buổi sáng hôm nay chúng ta được sự nhắc nhở rằng chúng ta cần phải có một cái sự lựa chọn, và lựa chọn này nó quan trọng vô cùng để chúng ta biết rõ cái ưu tiên hàng đầu trong thứ tự của đời sống của mình. So this verse reminds us that we have to make the choice, and the choice is very important in our life. Ở đây chúng ta thấy có những chữ là quyết định. Here we see is to make a decision. Cái đó là lựa chọn. It's to make a choice. Rồi hành động. And to take the action. Trong tiếng Việt của chúng ta, cái chữ lựa chọn tiếng Anh nó chỉ là một cái chữ choice. Nhưng mà chúng ta đọc chúng ta thấy có người dùng là chọn lựa, có người dùng là lựa chọn. It really is really complicated. In English you can say it's making a choice. But in Vietnamese sometimes it's translation is a little bit more complicated. Đối với tôi, tôi thích cái chữ lựa chọn hơn là chọn lựa. Use me, I like chọn lựa là hơn lựa chọn. Lựa chọn. Bởi vì chúng ta có lựa ra, chúng ta lựa rồi chúng ta cầm cái này, chúng ta chọn cái này. When we buy something, we have to kind of look through it and then we pick one, we choose one. Hôm nay cũng vậy, chúng ta nghe rồi chúng ta thấy, ồ, một sự đó điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Như vậy mình phải chọn cái ưu tiên hàng đầu là điều gì vậy? So today we will listen to a few things and we have to make a decision, we have to choose which one is priority in our life. Có một câu rất là hay, tiếng Việt chúng ta nghe câu này nha. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. I was reading this and I want to sing so bad for this song. This is really a song, but no, I'm not going to sing this one. We can translate it, the road, the journey is difficult, but not because the rivers or the mountain in front of you, but because it is difficult because the heart of the human, that scale afraid of the rivers or the mountains. Đôi khi chúng ta cũng muốn lựa chọn nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng rồi cái lòng của mình chỉ có để vào điều đó, chỉ để vào việc đó, nên mình làm cũng không xong gì cả. Sometimes we choose, we pick a lot of things, but our heart is not in it, so we end up not finishing. Có câu nói như vậy, mỗi người đều có một tâm tư và sự lựa chọn riêng cho mình. There's a sense that everybody have their own choice. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Life does not give you the everything that you wish for, but it will give you the right to choose your dream and the right to make it become reality. Chúng ta biết rằng mình sống ở tại Hoa Kỳ, một cái quốc gia thật là có đầy đủ tiện nghi, mọi người có quyền ước mơ, rồi lựa chọn, những cái điều quan trọng là thực hiện nó. We live in the country, we have the freedom to choose, we can pick whatever we want, our dream, but we have to make it become reality. Ở đây có ba mối liên hệ chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất là hướng nội, yêu mình. Thứ hai là hướng ngoại, yêu người. Và thứ ba là hướng lên, yêu Chúa. There are three relationships that we should have, we must have. The inward is love yourself, and outward is love other people, and outward is loving God. Và chúng ta sẽ suy gặp điều đó trong đoạn kinh thánh này. Let's listen to all this. Thứ nhất là yêu mình, love yourself. Love yourself. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như yêu chính mình. And the second is like it's love your neighbor as yourself. Chúng ta để trong Gia Cơ chương 1 câu 22 đến 25, con xin đọc lời Chúa được chép ở đây. Hãy làm theo lời cho đến nghe đủ mà lừa dối mình, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm đấy chẳng phải nghe rồi quên đi,
nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. James 1:22-25. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks his face in the mirror and after looking himself goes away and immediately forget what he looks like. But whosoever looks intensely in the perfect law and gives freedom and continue to not forgetting what they have heard, but do what they will, what they hear will be blessed in what they do. Đây là đoạn kinh văn Gia Cơ nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến chính mình. And this verses remind us that we have to worry, we have to know ourselves. Và khi quan tâm chính mình thì giống như một người kia nhìn thân thể, khuôn mặt của mình trong một cái gương soi. It's just like when we look in the mirror. Và vì quan tâm đến chính mình, cho nên nhìn thấy cái chỗ này nó có bị một cái vết, nó có bị cái lọ, nó cái gì nó không đẹp, cho nên phải rửa mặt, phải điều chỉnh, phải sửa lại cho nó đẹp hơn. So because we concern about ourselves, when we look at the mirror, we see something in our face, we have to act, we have to clean, we have to fix it. Và một người mà nói rằng tôi quan tâm đến chính tôi thì phải biết giữ gìn sức khỏe. But if we worry about, we concern ourselves, we have to take good diet. Và biết ăn uống điều độ. We have to have a good diet. Thường thường người ta nói rằng những cái lễ lớn như là Tết của chúng ta mà ăn 3 ngày Tết mà ăn 5 ngày Tết là thôi chắc lên cân phải không? A lot of times in a day like this, sometimes we eat too much. Không sao, ăn thì cứ ăn, nhưng mà cái đó là phải đang tập thể dục. That's okay, you can eat, but you have to exercise. Giữ tinh thần minh mẫn. You have to keep your mind clear. Không rượu chè say sưa. Do not get drunk. Hôm nay là người ta nói là cái ngày mà người ta xem Super Bowl, người ta uống rượu nhiều lắm, người ta lái xe ngoài đường rất nguy hiểm. Today is a Super Bowl day. There's a lot of people drinking and get drunk. It's not safe out there. Không đam mê phim bộ. Do not get addicted to series movie. Có nhiều người nói phim bộ qua. Phim bộ, mục sư tôi không có xem phim Tàu nữa, tôi xem phim Hàn Quốc. Mà xem phim Hàn Quốc là Korean movie nó còn dài hơn là phim Tàu nữa. Some of these series can take days to finish. Cẩn thận. Be careful. Không quá nghiện Internet. Do not get addicted to Internet. Ngày hôm nay bên cạnh Internet phải nói rằng cái Facebook nó cũng chiếm rất nhiều giờ của mọi người. Facebook and the internet takes a lot of your time. Nó tốt nhưng mà nó cũng có hại nếu mà không biết sử dụng nó. It's good but also bad if you don't know how to use it. Yêu nghề, phải yêu công việc làm của mình. You love your job, you love your career. Phải yêu cái sở thích như là đàn, hát, đọc sách, phải có sở thích riêng của mình. If you have a hobby, you love your hobby. Có người nói là sở thích của tôi á, mục sư, đó là ngủ. Sometimes some say my hobby is sleep. Thật ra đúng vậy, mọi người cũng nên ăn cho đúng, ngủ cho đủ và tập thể đều, nhưng mà ngủ nhiều quá cũng không tốt. So really you have to eat enough but if you sleep too much, it's not good either. Chúng ta có biết là người ngủ nhiều bị lên cân không? You know if you sleep too much you will get healthy. Cho nên đó là lời khuyên là cái gì cũng điều độ, có tập thể dục, có ngủ, có ăn thì nó tốt cho cơ thể chúng ta. So everything we do, we need to be moderate. Chúng ta đang sống trong một quốc gia mà người ta nói rằng đây là một quốc gia theo chủ nghĩa cá nhân. We live in the country, a lot of people believe in individualism. Chủ nghĩa cá nhân đó làm cho mọi người quan tâm đến mình. Make a lot of people just think about themselves. Cho nên chúng ta để ý khi mà một người mà đi vận động tranh cử tổng thống đó, họ cũng thường hay có khuynh hướng nói về mình rất nhiều. You notice when people campaign for the presidency or something else, they always talk about themselves. Để cho người khác, thấy người này tài như vậy, giỏi như vậy, để ngưỡng mộ và bỏ phiếu cho. So that all the people can see them how good they are, so they can vote for them. Là con dân Chúa, chúng ta có nên khoe mình ở trong Chúa không?
as children of God, should we do that? Should we talk about ourselves in the name of the Lord? Kinh Thánh dạy rằng nếu chúng ta có khoe mình đó, thì chúng ta hãy nói những điều mà Chúa đã làm cho mình. So the Bible says if we do that, we need to share, we need to with other people what God has done for us. Và ở đây chúng ta để một người mà yêu mình, quan tâm đến mình đó, thì phải quan tâm đến linh hồn của mình. But if you pay attention to yourself, you have to pay attention to yourself. Thi Thiên 42 câu 5 dạy như vậy: Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sợ ngã và bồng chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Psalm 42:5. Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Con người chúng ta có thể xác, có tâm hồn và tâm linh. Each one of us will have the spirit, the soul, and the physical body, flesh. Ở đây chúng ta thấy trước giả Thiên Thiên nhắc nhở rằng mình phải quan tâm đến tâm linh và tâm hồn của mình. And this psalm says that we have to pay attention to our soul, our spirit. Phần tâm linh là phần chúng ta tương giao với Đấng tạo dựng nên mình. The spirit is the one that we have a relationship with our Creator. Cho nên Chúa Giêsu đã nhắc nhở đoàn dân khi xưa, các môn đệ của Chúa rằng nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì, người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại. So that's why Jesus said if someone had gained the whole world but lost their soul, what good does that do? What can they exchange for their soul? Cho nên năm mới chúng ta không những cầu xin Chúa thương xót ban phước cho con được thịnh vượng, được phát tài, sức khỏe dồi dào, tiền bạc như nước, nhưng mà đừng quên cái vấn đề tâm linh là linh hồn của mình. But so the new year not only we pray for our health, our prosperity, but don't forget for our spirit. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn nói đến quý thành tựu của chúng tôi được mời đến. Nếu quý vị và các bạn chưa hề có kinh nghiệm biết Chúa là ai và muốn biết thêm về Chúa, để rồi mình biết rõ linh hồn của mình khi từ giã cõi đời này sẽ đi về đâu, hãy gặp tôi, mục sư Huệ, chúng tôi sẽ giúp cho. This morning I want to especially share with our guests that if you have not accepted Jesus as Lord and Savior, and if you don't know where your soul gonna go after that, I would like to invite you to see me or Pastor Way. We'd love to share that with you. Chúng ta nhìn ở trên cây đào và cây mai đây có những cái phong bì. Look at these two trees have a lot of envelopes.